chào mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Tướng Mỹ nói Ukraine giành lại hơn nửa lãnh thổ Nga kiểm soát. Tướng Milley nhận định Ukraine đã phản công và giành lại hơn 54% lãnh thổ mà lực lượng Nga kiểm soát từ khi xung đột bùng phát. Trong cuộc họp báo tại Đức ngày 19 tháng 9, Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nhận định Ukraine tiếp tục đạt được tiến bộ chậm rãi và ổn định khi đẩy lực lượng Nga ra khỏi các khu vực đang kiểm soát. Ukraine tới nay giải phóng hơn 54% lãnh thổ Nga kiểm soát và tiếp tục duy trì thế chủ động chiến lược, tướng Milley cho biết. Đại tá Dex Butler, phát ngôn viên của tướng Milley cho hay đây là toàn bộ những khu vực mà Ukraine đã giành lại từ khi Nga mở chiến dịch nhằm vào nước này hồi tháng 2 năm 2022. Trong đó có các địa phương quanh thủ đô Kiev và tỉnh Kharkov cũng như thành phố Kherson. Nhận định được tướng Milley đưa ra trong lúc đại diện quân đội hơn 50 quốc gia thuộc nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine nhóm họp tại Đức để thảo luận về các biện pháp viện trợ cho Kiev. Bộ phòng Mỹ Lord Austin nói Ukraine cần thêm các tổ hợp phòng không và khẳng định xe tăng M1 Abrams sẽ sớm được chuyển cho nước này. Ukraine phát động chiến dịch phản công quy mô lớn từ đầu tháng 6. Tướng Milley nhận định đà tiến công của Ukraine đang diễn ra chậm một chút so với dự đoán trước đó. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Khi mùa đông tới, mặt đất sẽ trở nên lầy lội rồi đóng băng. Tướng Milley nói Ukraine không có ý định ngừng chiến đấu trong mùa đông. Phần lớn các cuộc giao tranh trong đợt phản công của Ukraine diễn ra tại khu vực mà Nga thiết lập phòng tuyến phức tạp. Phòng tuyến của Nga chưa bị xuyên thủng 100%, song lực lượng Ukraine đã phá vỡ một số lớp và di chuyển rất chậm để bảo toàn năng lực tác chiến của mình, theo Milley. Tiến độ chậm chạp của cuộc phản công không khiến các chỉ huy quân sự ngạc nhiên, song làm dấy lên một số tranh cãi trên chiến trường Mỹ. Khi được hỏi về chỉ trích nhằm vào quân đội Ukraine, tướng Milley phản bác và nhấn mạnh Ukraine còn rất nhiều sức mạnh chiến đấu và không muốn ngừng lại. Tướng Milley cũng bày tỏ tin tưởng vào khả năng tiếp tục cung cấp viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Theo lời của Tổng thống Biden, Mỹ và các nước đồng minh giàu có, hùng mạnh với nguồn quân sự đáng kể, có khả năng duy trì nỗ lực hỗ trợ chiến đấu này. Mỹ là bên viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine với cam kết trị giá hơn 43,7 tỷ USD. Mỹ ban đầu chuyển vũ khí cá nhân, sau đó viện trợ pháo phản lực HIMARS, tổ hợp tên lửa phòng không Patriot, thiết giáp hạng nặng M2 Replay, xe tăng chủ lực M1 Abrams và gần đây cam kết huấn luyện phi công F-16 cho Ukraine. Tin kế tiếp, Ukraine từ chối nhận lô xe tăng Leopard 1 của Đức. Ukraine không nhận lô xe tăng Leopard 1 mà Đức mới chuyển giao, cho rằng chúng bị hỏng và Kiev không tỷ từ sửa chữa. Tờ Der Spiegel của Đức hôm 19 tháng 9 cho biết Ukraine từ chối nhận 10 chiếc xe tăng Leopard 1 của Đức trong buổi lễ bàn giao ở thành phố Rzeszów, Ba Lan, khi phát hiện những chiếc xe này bị hư hỏng và Kiev không có đủ kỹ sư, linh kiện thay thế để tự sửa chữa. Berlin sau đó cử một đội kỹ thuật tới để kiểm tra lô xe, kết luận rằng chúng bị xuống cấp trong quá trình huấn luyện cho binh sĩ Ukraine tại Đức và cần được bảo dưỡng trước khi đưa ra chiến trường. Bộ phòng Đức cho biết hai nước đang phối hợp để sửa chữa lại lô xe. Đây là lô Leopard 1 thứ hai mà Đức chuyển giao cho Ukraine từ đầu chiến sự. Berlin hồi đầu năm cam kết phối hợp với Hà Lan và Đan Mạch để cung cấp cho Kiev hơn 100 chiếc Leopard 1 đã được tân trang. Một số chiếc trong lô đầu tiên mà Đức bàn giao cho Ukraine hồi tháng 7 cũng gặp vấn đề về kỹ thuật tương tự lô thứ hai. Xe tăng Leopard 1 do hãng Bosch phát triển từ những năm 1960 với hơn 4.700 chiếc đã xuất xưởng. Leopard 1 nặng 42,2 tấn, được trang bị pháo với lãnh khương tiến L7A3 105mm, hai súng MG3 hoặc là FNMAC, có thể đạt tốc độ tối đa 65 km/h với tầm hoạt động từ 450 đến 600 km. Đức đã loại biên Leopard 1 vào năm 2013 và đang thiếu kỹ sư biết vận hành dòng xe này, nên phải nhờ binh sĩ Hà Lan và Đan Mạch hỗ trợ trong quá trình đào tạo kiếp lái Ukraine. Nhiều quan chức Đức cho rằng Leopard 1 có thể là lựa chọn thay thế hữu ích cho Leopard 2A6, mỗi xe tăng chủ lực có giá đắt hơn nhiều lần với số lượng sẵn có không cao. Đức trước đó đã phải rút trực tiếp 18 chiếc Leopard 2A6 trong biên chế để viện trợ cho Ukraine, dù quân đội Đức cũng cần mẫu xe tăng này.
Một số chuyên gia phương Tây nhận định Leopard 1 vẫn có sức mạnh vượt trội so với các mẫu xe tăng chủ lực thời Liên Xô như T-72 của Nga, thêm rằng chúng sẽ phát huy hiệu quả sau khi được tân trang. Tin tiếp theo, Ukraine bác cáo buộc tự bắn nhằm thành phố miền Đông. Chính quyền Ukraine bác thông tin trên báo Mỹ cho rằng Kiev đã bắn nhằm tên lửa phòng không vào thành phố Kostiantynivka ở miền Đông. Cơ quan an ninh Ukraine FBU ngày 19 tháng 9 bác thông tin bắn nhằm mà New York Times đăng, đồng thời khẳng định Nga đứng sau vụ tập kích vào khu chợ ở thành phố Kostiantynivka ở tỉnh miền Đông Donetsk hồi đầu tháng. FBU đang điều tra tội ác chiến tranh của Nga liên quan tới vụ tập kích khu chợ ở Kostiantynivka ngày 6 tháng 9. FBU cho biết cáo buộc lực lượng Nga đã sử dụng hệ thống phòng không S-300 dựa trên những mảnh vỡ tên lửa thu được tại hiện trường. Theo FBU, cuộc điều tra đang còn xem xét một số tài liệu khác cho thấy Nga có liên quan vụ tập kích. Nga chưa lên tiếng về cáo buộc từ Ukraine. Vụ tấn công vào khu chợ ở thành phố Kostiantynivka khiến ít nhất 16 người thiệt mạng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi đó cáo buộc Nga đã thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, tờ New York Times ngày 18 tháng 9 nhận định thiệt hại ở Kostiantynivka là một hệ quả của một tên lửa mà Ukraine bắn nhằm từ hệ thống MES, dựa trên phân tích bằng chứng thu thập được. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 19 tháng 9 cho rằng Ukraine đã phóng một tên lửa 9M38 từ hệ thống tên lửa đối đất không MES vào thành phố Kostiantynivka, kêu gọi phi quân sự hóa Kiev. Cả quân đội Ukraine và Nga đều sẽ sử dụng hệ thống BUD và S-300 do Liên Xô thiết kế. Bản tin thứ tư, ý tưởng nuôi hà mã lấy thịt từng gây xôn xao nước Mỹ. Ý tưởng nuôi hà mã lấy thịt giá rẻ của một nghệ sĩ từng gây xáo động khắp nước Mỹ, nhưng cuối cùng nó đã bị gác lại và lãng quên. Vào khoảng đầu thế kỷ 20, Mỹ lâm vào tình trạng thiếu thịt rẻ tiền. Doanh nghiệp bán buôn thịt đổ lỗi cho giá ngũ cốc và tình trạng thiếu gia súc. Cửa hàng thì đổ lỗi cho doanh nghiệp lớn. Catherine Murray, nhà sử học tại Đại học bang Portland mô tả. Nghị sĩ bang Louisiana Robert F. Wilson cho rằng cách giải quyết vấn đề là khuyến khích nông dân chăn nuôi hà mã. Ngày 24 tháng 3 năm 1910, Wilson đứng trước Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện trình bày chi tiết về dự luật hà mã của mình. Ông tin việc nhập khẩu hà mã từ châu Phi để nuôi sẽ giúp loại bỏ những đám lục bình đang tràn ngập các tuyến đường thủy ở Louisiana và Florida. Khi hà mã đạt đủ trọng lượng, nông dân có thể đưa chúng đến lò mổ, khôi phục nguồn cung cấp thịt giá rẻ cho đất nước. Tôi nghĩ có thể dễ dàng bổ sung thêm 1 triệu tấn thịt mỗi năm vào nguồn cung. William Newton Irving, nhà nghiên cứu tại Bộ Nông nghiệp Mỹ, lúc bấy giờ nói trước ủy ban. Irving là một trong 3 chuyên gia được Rousseau đưa đến phiên điều trần để cung cấp thông tin chuyên môn. Tạp chí Atavik viết vào năm 2013 rằng Irving dường như đã dành cả sự nghiệp để ủng hộ những ý tưởng vừa hợp lý vừa cực kỳ lạ lùng. Irving mô tả thịt hà mã có vị giống như sự kết hợp giữa thịt lợn và thịt bò. Theo Rosan, nếu dự luật hà mã được thông qua, mọi người dân Mỹ, bất kể hoàn cảnh kinh tế, xã hội, đều sẽ có thịt trong bữa ăn hàng ngày. Dự luật nêu rõ chỉ với 250.000 USD, khoảng 8 triệu USD theo giá trị ngày nay, các vùng đất không có người ở và chưa được sử dụng của chính phủ Mỹ sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng nguồn thịt khổng lồ. Những người ủng hộ chiến dịch chỉ ra rằng Mỹ trước đây từng nhập khẩu hàng loạt động vật nước ngoài. Từ năm 1891 đến năm 1902, họ đã chào đón 1.280 con từng lộc từ Nga để lắp vào chỗ trống do đàn từng lộc bản địa ở Alaska suy giảm. Cựu Tổng thống Theodore Roosevelt cầm quyền từ năm 1901 đến năm 1909 là một trong những người đầu tiên tỏ ra hứng thú với kế hoạch. Ông cam kết sẽ hỗ trợ đầy đủ Rousseau về vấn đề này, nhưng vẫn còn phải xem liệu công chúng Mỹ có đồng tình hay không. Tất cả những gì chúng ta phải làm để tránh việc phải ăn chay và làm quen với sở thích ăn thịt hà mã, tê giác, lạc đà, linh dương châu Phi, linh dương Nam Mỹ, sơn dương, hươu cao cổ và các loài động vật châu Phi khác, nhật báo Arizona Silverbeast viết sau khi dự luật hà mã được trình bày. Người Anh đã ăn thịt kangaroo và thích nó. Thịt ngựa là món ăn chủ yếu ở lục địa châu Âu. Còn người dân Trung Mỹ ăn thịt thằn lằn. Tại sao người Mỹ không thể ăn thịt hà mã? Tờ Evening Times của Dakota đặt câu hỏi.
Bất chấp những xôn xao do dự lực Hà Mã tạo ra, Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện Mỹ vẫn không bị thuyết phục, họ quyết định gác nó sang một bên. Rosen vẫn ôm hy vọng giới thiệu lại dự luật cho ủy ban, nhưng những tham vọng chính trị khác và thế chiến thứ nhất bùng nổ đã khiến ông bị sao lãng. Rosen được bầu vào Thượng viện Mỹ năm 1914, nhưng không thể hoàn thành nhiệm kỳ. Ông qua đời vào năm 1918 sau một thời gian dài mắc bệnh. Vào thời điểm đó, dưới áp lực chiến tranh, người dân Mỹ đã quen với việc sống thiếu những thứ xa xỉ như thịt, bơ và cà phê. Công nghệ mới cũng cho phép sản xuất nhiều thịt hơn với tài nguyên hơn. Kế hoạch nuôi hà mã lấy thịt đã bị lãng quên. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Ukraine kêu gọi ông Trump công bố kế hoạch hòa bình. Tổng thống Zelensky muốn Donald Trump công khai kế hoạch hòa bình Ukraine mà ông từng đề cập, song khẳng định không chấp nhận phương án nhượng bộ lãnh thổ. Nếu ý tưởng của ông Trump là cắt một phần lãnh thổ của chúng tôi cho ông Putin, đó không phải công thức hòa bình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 19 tháng 9 sau khi phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5 tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ, nhưng không nêu biện pháp cụ thể. Ông Trump cũng từ chối dự đoán bên nào sẽ giành được thắng lợi trong chiến sự Nga-Ukraine. Trong chương trình của kênh NBC ngày 17 tháng 9, khi được hỏi liệu kế hoạch hòa bình mà ông đề xuất có cho phép Nga giữ lại các khu vực họ đang kiểm soát hay không, Trump nói, không, tôi sẽ thực hiện thỏa thuận công bằng cho tất cả. Mọi người đang mong đợi có thể thương lượng về một số nơi như bán đảo Crimea và một số khu vực khác của Ukraine. Ông Trump nói, có thể thực hiện một thỏa thuận. Thành thật mà nói, Ukraine có thể đạt được thỏa thuận với lãnh thổ có diện tích nhỏ hơn những nơi Nga đang kiểm soát. Chuyến đi của ông Zelensky tới New York dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra trong bối cảnh Ukraine đối mặt với những luồng ý kiến trái chiều trên chính trường Mỹ về ủng hộ nước này. Một số hạ sĩ đảng Cộng hòa gần đây công khai phản đối cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong khi chưa rõ, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy có sẵn sàng việc thêm hỗ trợ hay không? Khi được hỏi về những người hoài nghi việc cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine, ông Zelensky nói, thật khó để những người chưa từng tận mắt chứng kiến xung đột vũ trang có thể so sánh với các vấn đề trong nước như dân quyền hay năng lượng với mối đe dọa sinh tồn khi một quốc gia bị tấn công. Áp lực chính trị tại Washington liên quan đến viện trợ quân sự cho Kiev gia tăng khi lực lượng Ukraine tiến hành chiến dịch phản công quy mô lớn từ đầu tháng 6. Tuy nhiên, đà phản công của Ukraine diễn ra chậm chạp khi vấp phải phòng tuyến kiên cố của Nga về thống chiến hào, công sự và bãi mìn dày đặc. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như tương lai sắp tới được nhiều nữa sự ủng hộ từ quý khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà với những tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.